Chào các bạn, hôm nay là mùng 2 Tết Tân Sửu. Mình sẽ dẫn các bạn đi đường hoa Nguyễn Huệ nhé. Đầu tiên là cái cổng mở đầu đường hoa, là hình ảnh những con trâu, linh vật của năm được làm từ lá sen, mây tre, vỏ cừ tràm. Tiếp theo là bức tranh đồng hồ trâu được trưng bày tại đây. Lũy tre làng tái hiện không gian làng quê giữa đô thị. Những con trâu kéo xe bên cạnh những cánh diều tuổi thơ. Linh vật trâu được tạo hình cách điệu. Tiểu cảnh hoa lan. Tiểu cảnh bằng vật liệu hữu cơ thân thiện với môi trường. Tiếp theo là ánh sáng nghệ thuật trên nền công nghệ 4.0. Những mái vòng hoa nhiều màu sắc. Tiểu cảnh mùa len trâu, đặc trưng văn hóa của vùng đồng bằng Nam Bộ. Tiểu cảnh thành phố thông minh. Đoạn cuối đường hoa là những bông lúa được tạo hình bằng khung kim loại, phun tạo màu, tỏa ánh sáng dọc thân, kèm theo câu chúc mừng năm mới. Để tham quan đường hoa Nguyễn Huệ thì chúng ta sẽ đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây các bạn. Con phố này khoảng 700m, bắt đầu từ Ủy ban dân thành phố, kéo dài đến bến Bạch Đằng. Trước khi vào tham quan đường hoa thì mọi người thường đi loanh quanh bên ngoài để ngắm những chậu hoa mai nở vàng tươi và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Nơi đây có rất nhiều hoa mai mà bạn sẽ không nhìn thấy nếu bạn đã đi vào trong đường hoa. Mặc dù bây giờ đang là giữa trưa và tình hình của dịch Covid, nhưng mọi người đến tham quan nơi đây cũng khá là đông. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa để phục vụ người dân và du khách từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trước khi vào đường hoa thì mọi người đều phải sát trùng tay và đo thân nhiệt. Tất cả đều phải đeo khẩu trang nha các bạn. Hello, chào các bạn lần nữa nha. Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 là đường hoa thứ 18 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Sài Gòn. Mình không được mở khẩu trang. Đây là cái cổng của đường hoa. Các bạn theo mình vào trong nhé. We'll be right back.
bảo mật tại các bạn thân mến. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng tôi cần những bước đi cho những người dân Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu trưng bày tiểu cảnh bằng vật liệu hữu cơ thân thiện với môi trường, được trang trí bằng những cái vật liệu tre nứa mộc mạc.
Đàm Trâu này phiên bản y như thật vậy các bạn ơi. Còn đây là đại cảnh thành phố thông minh nằm ở cuối đường hoa, được tạo hình như cánh cổng mở rộng vươn đến tương lai bằng hình ảnh bông lúa được thể hiện đầy tính nghệ thuật. Những cái bông lúa này được phun tạo màu tỏa ánh sáng dọc thân sẽ trở nên lung linh và nổi bật trong đêm. Rất tiếc là do Covid nên ban đêm ở đây không có mở cửa nha các bạn. Câu chuyện về đường hoa Nguyễn Huệ đến đây là hết rồi. Hồng Phượng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp nhé.